bóng chuyền nữ Việt Nam thắng vất vả Philippines ngày ra quân SEA Games League. Tối ngày 2 tháng 8, tại lượt trận đầu tiên giai đoạn 1 SEA Games League 2024, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 3-1, 25, 23, 20, 25, 25, 22, 25, 21. Gặp khó khăn trước Philippines, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn giành được chiến thắng. Ngay từ ván đầu, mọi thứ đã không dễ dàng với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Philippines cho thấy sự khó chịu và chiến thuật hợp lý, gây ra rất nhiều khó khăn cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Có thời điểm họ mới là đội vượt lên. Nhưng Thanh Thúy và các đồng đội giữ được sự tỉnh táo để thắng 25-23 ở ván này. Nhưng sang ván 2, Philippines đã chơi hay hơn và tận dụng cơ hội tốt hơn. Các phụ công của họ tạo ra không ít bất ngờ, giúp Philippines quân bình tỷ số 1-1 với chiến thắng 25-20. Khó khăn tiếp tục được đối phương tạo ra trong ván 3. Hàng trắng của Philippines cũng có một ngày hoạt động hiệu quả, ngăn chặn những pha tấn công từ Bích Tuyền, Như Quỳnh. Họ có được cách biệt 18, 14, 20, 17 và tưởng chừng như đã có thêm chiến thắng. Tuy nhiên các cô gái Việt Nam đã ghi điểm liên tiếp để lật ngược tình thế. Thanh Thúy và Như Quỳnh tỏa sáng đúng giúp đội chủ nhà thắng 25-22. Ván 4 tiếp tục chứng kiến những màn rượt đuổi nghẹt thở giữa hai đội. Philippines thể hiện quyết tâm gỡ hòa nên đã chơi đôi công quyết liệt. Một lần nữa, đội bóng này vượt lên trước. Nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không để cho đối phương bỏ lại quá xa. Những cú đập uy lực của Bích Tuyền phát huy đúng lúc để duy trì thế giằng co giữa hai đội. Càng về cuối, Philippines càng xuống sức. Nhờ đó, Như Quỳnh, Trà Giang có được các pha ghi điểm vào thời điểm then chốt. Đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt giành thêm chiến thắng 25-21 để kết thúc trận đấu với tỷ số 3-1. Trước đó, Thái Lan đã có chiến thắng dễ 3-0, 25-14, 25-20, 25-11 trước Indonesia. Ở lượt trận thứ hai, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu Indonesia vào lúc 19 giờ ngày 3 tháng 8. Trong khi đó, Thái Lan chạm trán Philippines lúc 16 giờ. SEA Games League 2024 là giải đấu thường niên dành cho 4 đội của khu vực Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Năm nay, giai đoạn 1 được tổ chức tại Vĩnh Phúc, Việt Nam từ ngày 2 đến 4 tháng 8. Giai đoạn 2 sẽ diễn ra tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan từ ngày 9 đến 11 tháng 8.